Xin chào mọi người. Hôm trước là mình đã có hướng dẫn cách tạo gút nè, cách móc mũi kép đơn nè, cách móc mũi đơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo vòng tròn ma thuật và móc móc lên các mũi lên vòng tròn ma thuật nha. Đây là cái vòng tròn mà mình thường hay sử dụng lắm. Mình sẽ hướng dẫn nha. Để móc vòng tròn ma thuật mình sẽ theo cách của mình sẽ vòng như thế này. Xong, mình sẽ đưa kim qua vòng tròn, lấy len. Lấy len như này. Xong, mình sẽ lấy móc một mũi đơn. Đây là mình đã xong vòng tròn ma thuật rồi. Bây giờ mình sẽ móc móc mũi vào trong vòng tròn ma thuật nha. Đối với mũi đơn thì mình có thể móc. Ví dụ mình sống móc 6 mũi đơn MR 6X thì mình sẽ móc 6 mũi đơn như thế này. 2 3 4 5 6. Thì sau khi mình móc được 6 mũi thì mình sẽ có sợi dây dư này mọi bạn. Thì mình sẽ kéo. Này mình có thể lấy ra nha. Mình sẽ dùng kéo. Kéo cho thật chặt thì cái khoảng trống chỗ này nó sẽ kín nha mọi người. Mình kéo xong thì thấy nó kín rồi nè. Mình sẽ trượt nó đi, trượt ở mũi đầu tiên nha. Lấy lên mũi trượt nè, sáng mình chỉ mũi trượt luôn đó. Mình đã móc xong vòng tròn ma thuật rồi, và lên 6 mũi 6X. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.